Xin chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lo ngại tên lửa Oryznik của Nga, Mỹ nâng cấp kho vũ khí hạt nhân đối phó. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh việc răn đe đa đối thủ, tích hợp năng lực phi hạt nhân và quản lý leo thang, trong khi vẫn tiếp tục đầu tư hiện đại hóa kho vũ khí để đảm bảo khả năng ứng phó linh hoạt trước các mối đe dọa ngày càng lớn từ các cường quốc. Theo nguồn tin báo tin tức, trong bối cảnh an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, Mỹ đã quyết định điều chỉnh chiến lược hạt nhân của mình để đối phó với những thách thức từ các đối thủ hạt nhân như Nga và Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22 tháng 11, nhiều quốc gia đang phát triển và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của họ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Mỹ trong việc xem xét lại chính sách răn đe hạt nhân. Richard C. Johnson, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách hạt nhân và chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, đã phát biểu tại một hội thảo tại Washington DC rằng chúng ta hiện đang sống trong một thế giới phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh hạt nhân. Ông Johnson lưu ý rằng các quốc gia này không chỉ đa dạng hóa mà còn hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của họ, đồng thời ưu tiên vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia. Sự gia tăng năng lực hạt nhân của Trung Quốc và Nga cùng với việc thiếu các thỏa thuận kiểm soát vũ khí đã khiến môi trường an ninh trở nên căng thẳng hơn. Ông Johnson cho rằng Mỹ cần phải điều chỉnh đánh giá ưu thế hạt nhân năm 2022 để duy trì khả năng răn đe hiệu quả. Báo cáo 791 được đệ trình lên Quốc hội Mỹ mới đây mô tả chiến lược được sử dụng hạt nhân của Mỹ đã chỉ ra những thay đổi cần thiết để ứng phó với các thách thức mới. Báo cáo này yêu cầu Mỹ cần: thứ nhất, ngăn chặn nhiều đối thủ. Phải có kế hoạch ngăn chặn đồng thời nhiều đối thủ có vũ khí hạt nhân. Thứ hai, tích hợp năng lực phi hạt nhân. Nếu khả thi, tích hợp các năng lực phi hạt nhân để hỗ trợ nhiệm vụ răn đe. Thứ ba, quản lý leo thang. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý leo thang trong ứng phó với các cuộc tấn công hạn chế hoặc các cuộc tấn công chiến lược phi hạt nhân. Ông Johnson cũng nhấn mạnh rằng chỉ riêng việc răn đe sẽ không đủ để giải quyết các mối nguy hiểm chiến lược. Ông khẳng định rằng kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro là những yếu tố không thể thiếu trong chiến lược này. Để nâng cao khả năng răn đe và tính linh hoạt của lực lượng hạt nhân, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thực hiện nhiều bước quan trọng. Một trong những vũ khí chủ chốt là bom trọng lực B-61-13 được vận chuyển bằng máy bay. Vũ khí này không chỉ hiện đại mà còn có khả năng tác chiến linh hoạt hơn. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Ohio cũng được nâng cấp để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Những cải tiến này nhằm đảm bảo rằng lực lượng hạt nhân của Mỹ luôn sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra trong tương lai. Theo Grant Snyder, Phó Giám đốc phụ trách ổn định chiến lược tại Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ, Lầu Năm Góc cần hiện đại hóa lực lượng hạt nhân và hệ thống chỉ huy để có thể linh hoạt ứng phó với những thách thức mới đến năm 2030. Ông Snyder cho rằng việc chuẩn bị cho những kịch bản xung đột tiềm tàng là rất cần thiết. Mỹ cũng phải đối mặt với sự gia tăng tiềm lực vũ khí hạt nhân từ Trung Quốc. Dự đoán cho thấy Trung Quốc có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, một con số đáng lo ngại khi so với khoảng 500 đầu đạn hiện tại. Động thái điều chỉnh chiến lược hạt nhân của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nga cũng vừa công bố học thuyết hạt nhân mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt một tài liệu xác định rõ các tình huống mà Moskva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Putin ký luật xóa nợ xấu cho người tham chiến ở Ukraine. Tổng thống Putin ký một đạo luật cho phép những người đăng ký tham chiến ở Ukraine được xóa nợ xấu lên tới gần 100.000 đô la Mỹ, ghi nhận từ báo VN Express. Luật mới sẽ cho phép những người ký hợp đồng một năm chiến đấu ở Ukraine sau ngày 1 tháng 12 sẽ được xóa các khoản nợ xấu hiện có. Luật này cũng áp dụng cho vợ hoặc chồng của người đăng ký. Chính phủ Nga ngày 23 tháng 11 thông báo. Luật sẽ được áp dụng với cả các khoản nợ đã có lệnh thu hồi của tòa án và bắt đầu bị cưỡng chế trước ngày 1 tháng 12. Tổng số tiền nợ có thể được xóa là 10 triệu rublo, tương đương với khoảng 96.000 đô la Mỹ. Những người Nga dưới 30 tuổi trong độ tuổi chiến đấu sẽ được hưởng lợi nhiều nhất vì là nhóm có nhiều khả năng vay nợ cao nhất. Nga có lãi suất cho vay rất cao và nhiều người gần như không có tiền tiết kiệm, mặc dù tỷ lệ sở hữu nhà cũng tương đối lớn. Các chuyên gia nhận định luật mới sẽ là động lực mạnh mẽ để một số người đăng ký tham gia chiến đấu ở Ukraine
khi Nga đang tìm kiếm những cách thức mới để tuyển quân cho cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 năm qua. Nhà phân tích chính trị Georgi Bov viết trên Telegram rằng chính quyền Nga rõ ràng đang tăng cường động lực để người dân ký hợp đồng tới Ukraine chiến đấu. Theo ông, luật này cung cấp một cách khác để thoát khỏi gánh nặng tín dụng không thể chi trả đối với ít nhất hàng trăm nghìn người. Theo báo cáo được Ngân hàng Trung ương Nga công bố tháng trước, hơn 13 triệu người Nga có 3 khoản vay trở lên, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền trung bình mà những người có 3 khoản vay trở lên phải trả là khoảng 13.400 đô la Mỹ. Nhiều người bắt đầu bằng khoản vay ngân hàng, sau đó xin vay thêm từ các tổ chức tài chính vi mô. Những người lính Nga chiến đấu ở tiền tuyến được trả lương cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc. Ukraine cũng có luật cho phép những người tham gia chiến đấu được hưởng các điều khoản ưu đãi về vay vốn và trong một số trường hợp được xóa nợ. Chiến sự Nga-Ukraine bùng phát từ tháng 2 năm 2022 và đến nay chưa có dấu hiệu kết thúc. Hai bên đang gia tăng áp lực quân sự bằng việc sử dụng những loại vũ khí uy lực hơn, tầm xa hơn như tên lửa AT-ACMS hay tên lửa đạn đạo Oresnik, gây lo ngại về nguy cơ xung đột ngày càng bị đẩy tới sát ngưỡng chiến tranh hạt nhân. NATO họp khẩn vì tên lửa đạn đạo Oresnik của Nga tấn công Ukraine. Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng cuộc xung đột suốt 33 tháng qua đang bước vào giai đoạn quyết định và mang tính chất rất kịch tính. Quốc hội Ukraine vừa hủy một phiên họp khi an ninh được thắt chặt sau cuộc tấn công của Nga vào cơ sở quân sự ở thành phố Dnipro ngày 21 tháng 11. Trong lời cảnh báo quyết liệt gửi tới phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin vừa có phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng cuộc tấn công bằng tên lửa tầm trung Oresnik là để trả đũa việc Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin khẳng định các hệ thống phòng không của phương Tây sẽ bất lực trong việc ngăn chặn tên lửa mới của Nga. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết tên lửa Nga bắn vào Dnipro đã đạt tốc độ Mach 11 và mang theo 6 đầu đạn phi hạt nhân, mỗi đầu đạn phóng ra 6 đầu đạn nhỏ hơn. Trong phát biểu gần đây nhất với các quan chức quân sự và ngành công nghiệp vũ khí, ông Putin cho biết Nga đang mở rộng sản xuất Oresnik. Không ai trên thế giới có vũ khí như vậy, sớm muộn gì các quốc gia khác cũng sẽ có được chúng. Chúng tôi biết họ đang phát triển vũ khí như vậy, nhưng chúng ta đã có hệ thống này, một điều rất quan trọng. Ông Putin nói. Tổng thống Nga cho biết, việc thử nghiệm tên lửa sẽ tiếp tục, kể cả trong chiến đấu, tùy thuộc vào tình hình và bản chất của các mối đe dọa an ninh nhằm vào Nga. Ông nhấn mạnh rằng, Nga đã có một kho dự trữ những hệ thống như vậy để sẵn sàng sử dụng. Tướng Sergei Karakaev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cho biết, Oresnik có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Ông cũng khẳng định rằng, dù chỉ mang theo đầu đạn thông thường, Oresnik cũng gây tác động tương đương vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga sử dụng vũ khí như vậy là do những quyết định và hành động liều lĩnh của các nước phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đồng tình với quan điểm của Moscow, cho rằng việc sử dụng vũ khí Mỹ ở Ukraine có thể đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Những tên lửa đó được dẫn đường đến mục tiêu nhờ hệ thống điện tử, đòi hỏi công nghệ tiên tiến nhất thế giới và tín hiệu vệ tinh. Có một giả định mạnh mẽ rằng những tên lửa này không thể được dẫn đường nếu không có sự hỗ trợ của người Mỹ, ông Orbán phát biểu trên đài phát thanh quốc gia. Thủ tướng Orbán cảnh báo không nên đánh giá thấp phản ứng của Nga, nhấn mạnh việc Moscow gần đây đã sửa học thuyết hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavsky cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vừa qua là sự leo thang nhằm đe dọa người dân Ukraine và châu Âu. Tại cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiha tại Kiev, ông Lipavsky bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn việc cung cấp thêm hệ thống phòng không để bảo vệ thường dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công. Ông nhấn mạnh rằng Cộng hòa Séc sẽ không áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với việc sử dụng vũ khí và thiết bị của mình với Ukraine. Tổng cục tình báo Ukraine nhận định tên lửa Oresnik trong tiếng Nga nghĩa là cây phỉ, được bắn từ trường bắn thử tên lửa Kapustinja số 4 ở vùng Astrakhan của Nga và đã bay 15 phút trước khi bắn vào Dnipro. Ukraine cho biết các vụ phóng tên lửa tương tự diễn ra vào tháng 10 năm 2023 và tháng 6 năm nay. Lầu Năm Góc xác nhận đây là loại tên lửa tầm trung mới, được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubes.
nhà máy Pif Denmark nằm cách trung tâm Dnipro khoảng 4 dặm, 6,5 km, là nơi bị tên lửa bắn trúng. Khu vực bị tấn công đã bị phong tỏa và người ngoài không được tiếp cận. Chưa có thông tin nào về thương vong trong vụ việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh và đồng hành cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.